Đi xin chào mọi người. Hôm nay Đen sẽ đi rạ cá cùng với ba của Đen. Đen sẽ đi theo và quay video lại cho mọi người cùng xem nha. Ba Đen đang đi rạ đằng kia. Còn mọi người thấy không? Cá nó nở bong bóng quá trời, nó trớn á. Mấy chỗ mà bong bóng nó nở lụm cụm trên nước á là chỗ đó có cá. Nhưng mà ở trong đó nó sâu lắm, mình chỉ đi rà được cái dòng quen thôi. Có gì hả ba? Rắn bự không? Chơi bé luôn. Rắn bự không? Ông ba ông mới rà được con rắn nhưng mà rắn cũng nhỏ à. Cho nên cũng bỏ rồi. Để đó lát nữa nó tỉnh á, rồi nó sống tiếp bình thường à. Ok không? Ở đằng ngồi này thì bọn anh đang tích cực giật cá. Trù tướng nhỏ con mà gồng cái giọt kia. Xin chào mọi người ơi. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, bọn anh giót giót cũng được con cá này. Ôi cá này là cá sặc nè mọi người. Cá sặc này là mắm ngon lắm nè, nhưng mà nó còn nhỏ lắm. Đi thẻ lại nha, thẻ lại cho nó còn nhỏ lắm. Cái này sao không chút rồi, tăng chút nữa à. Mọi người biết trái này là trái gì không? Trái này là trái chùm bao á. Đổi Đen lột ra bên trong nha, trái này ăn được á. Đen ăn trái ăn được không Tiến? Ừ. Này mọi người, ở bên trong nó gì đây nè. Đó, bây giờ Đen sẽ ăn trước cho mọi người xem nha. Ừ. Đen sẽ ăn thử và cảm nhận cái vị của nó cho mọi người xem. Mọi người có nghe được tiếng giòn giòn cái hạt không? Ừ. Đó. Đen cơ gòn cái micro để cho mọi người nghe được tiếng hạt của nó. Cái hạt của nó rất là giòn. Cái trái của Đen thì nó hơi già rồi, cho nên là nó có hơi chát chát. Chứ không thì ăn nó có vị thanh thanh mát mát á, như uống nước dừa á, chứ nó không có ngọt lắm. Đó, vị nó vậy. Trái đó nó tên gọi là trái Bình Bát. Đi rè hay gặp miết à. Mọi người nếu thấy hay thì nhớ bấm like video và bấm đăng ký kênh giúp Đen nha. Trò con đó là được rồi, muốn nữa. Vậy dù quăng, ba quăng mạnh quay luôn. Chết chua, quăng lên đây con. Bên kia là ba Đen mới rè được con rắn á. Ba quăng mạnh qua. Ồ đây nè. Cái đầu nó đâu rồi. Trò vu rắn mập ghê không? Đợi Đen mang ra ngoài sáng, Đen quay cho mọi người xem. Mọi người thấy to ghê chưa? Chiến lợi phẩm đầu tiên nha mọi người. Rồi một em. Rồi thêm một con cá trầu bự nữa. Nè, trời ơi, để men cho. Ba Đen đang rè dưới kia à. Cho vô. Bự vô, tính ra bằng con này tầm nửa ký. Gần cùm tay rồi á. Tầm nửa ký.
Nãy giờ là cá nó đùng ngay chỗ này nhiều lắm nè. Cá cỡ đó mà rè không thấy đâu hết. Nhỏ quá à, bà. Hồi nãy là mới chích chích được chỗ đó có thêm con rắn nữa, nhưng mà con rắn chỗ đó nhỏ quá. Tính ra là cái chỗ này nãy giờ rà được 3 con rắn á, nhưng mà 2 con nhỏ quá bỏ bắt 1 con thôi. Chiến lợi phẩm đến hiện tại, một con cá trầu, một con rắn to và mớ cá của bo anh hồi nãy đi dớt mương. Bây giờ mình sẽ đến bãi khác và rà tiếp. Mọi người đón xem tiếp nha. Nhớ bấm like và subscribe kênh cho Đen nha. Rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ đi tới rà tới cái bãi này. Ở trong kia thì ba đang rà. Ở ngoài này thì hai chị em đang chặn cái đường mương lại ở dưới đây nè. Dưới đây là có cái đường nước đi ra, thì ở dưới đó nó có một cái cống, là mình sẽ chặn ngay đầu cống lại để cá chạy ra là nó đi vô trong cái giọt của mình luôn, là mình lụm hơn. Kia con gì đây, cá rô phi. Rồi lụm cá rô phi bỏ vô đây, thêm một con rô phi nữa nha mọi người. Thêm một cái gì đó đang ở chỗ đó kìa, để con thử ba đèn dở lên là cái con gì. Rắn à? Bà coi rắn bự không? Rắn bự lụm luôn. Nhỏ cũng lụm luôn. Thôi nhỏ lụm làm gì, nó có thịt đâu ăn. Ờ con này thì cũng được rồi. Đây, cầm bự. Nè. Con này cũng có thịt rồi á. Ngon là nữa. Ba đang mới dục con cá vô đâu đây nè, mới bắt được đây. Thêm cá rô phi, con này thì to hơn con nãy á. Thêm con nữa. À, bây giờ là bắt đầu đang rè để lùa ra á, cá chạy ra đâm vô kia. Đó, mọi người thấy cá nó trớn lên không? Thêm một con nữa kìa. Đâu ba. Cá rô phi nữa nha. Rồi. Bỏ vào liền. Dở ra. Hiện tại là được 2 con rắn, một con cá trầu, rồi 3-4 con cá rô phi gì đó, thêm một con rô thóc to nữa. Rồi ba ở đâu ta? Ba đang đang mới rè được thêm một con rắn bự nữa. Bây giờ đang tìm cái đường để đi qua chỗ ba đang rè á, để lụm con rắn lên. Đây nè. Thêm con nữa. Được ba con rắn không?
Đây giá bị bán ra. Thêm con rô phi nữa. Hiện tại ở ngoài đường á, cho nên là xe nó chạy qua chạy lại rất là nhiều. Sợ ồn quá rồi nói mọi người không nghe được. Có cá hả? Cá rồi. Rô phi hả? To chưa? Bán rắn rồi nha. Một đống rô phi. Đó, quê một cảnh mà cái tổ mà rà nè. Mình sẽ rà quê một cái khúc này. Đó. Biết rắn gì không ba? Cái chỗ rè là ở phía bên kia nó có một cái cống qua. Cống qua xong rồi nó có quy một cái đường mương đây nè. Đó, một cái đường mương nó đi qua bên phía bên này. Qua đây thì nó qua lại cái con mương kia, mương kia là mương cấp 1. Ở đây là gọi là xóm mương ở Dương Hòa. Thì ngay cũng ngay cái tại cái bãi này nè. Là hôm trước á là rè là xảy một cái con rắn. Rắn rất là bự. Và nghe đâu là con rắn đó là rắn hổ chúa, cho nên là hôm nay mà nếu may mắn thì rà thử may mắn thì dính được con đó thì ngon. Trời ơi, nguyên thêm con cái trầu nữa. Đang mải mê giới thiệu mọi người đây là đâu thì ở dưới đó ba đang làm thêm con cá trầu nè, to chưa để không. Đó, bỏ bị. Bỏ bị là được hai cái trầu rồi em. Ba con rắn. Con gì nữa hả ba? Con lươn mọi người. Có nguy cơ là có con lươn. Đó, bây giờ ba đang mò lên. Làm lên con lươn ký. Còn tí bắt con thứ hai. Trời biết ngon. Đang mò con đó, nguy cơ là con lươn. Giờ không biết là nó chết chỗ nào thôi. Con lươn đó là số hưởng rồi, số sống rồi. Nói chung là nó chưa phải số chết rồi. Bắt không được. Bự bự á. Nãy giấy đó là lạch đó mà. Sợi không? Có, trộn chích nó giấy đà trống luôn mà. Ồ, cá nhỏ vậy.
Hai con. Còn cái phi nữa. Hai con. Ở đâu con phi bự quá. Nãy thấy con phi bự nó lẫy lên mặt nước mà. Bỏ bị. Đang mò tiếp kìa. Thêm con nữa. Ba con. Bỏ bị. Mọi người xem, bây giờ tối rồi. Ba đen với lại ba đen đồ thì đi về hết rồi. Giờ thì đen cũng xách bị cá đi về luôn. Hôm nay tổng cộng là bắt được coi 2 con cá trầu, rồi 3 con rắn, thêm mớ cá rô thóc với lại cá phi cũng to, cá rô phi cũng nhiều á. Mọi người xem video của đen thấy thích thì nhớ bấm like video và bấm đăng ký kênh cho đen nha. Cảm ơn, bye bye mọi người, bye bye. Được 3 con rắn rồi, con này to nhất nè, sau đó con kia, rồi cái bè nhỏ nhất là bé còn sống nè, bé bò rồi. Cái gì tắm rửa đây? Bên này thì được 2 cá trầu bự, rồi mớ cá rô phi, có cá rô thóc bự nữa.